Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với thông tin cực nóng ngày hôm nay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Vừa đáp chuyến bay xuống đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã nhìn thấy hình ảnh vô cùng quen thuộc và giản dị của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ông mặc một chiếc áo phông màu đen và một chiếc quần bò hơi tối màu một chút. Và người hâm mộ bóng đá Việt Nam dễ dàng nhận thấy với những cái cử chỉ hành động tại sân bay Nội Bài khiến cho nhiều người cảm thấy một sự tôn trọng nhất định. Ông cúi gập người chào khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ông ngay lập tức đã có mặt tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Sau đó, có mặt ngay tại khán đài của sân vận động Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa Thể Công Viettel và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Điều đặc biệt là ông không kịp thay quần áo, vẫn bộ đồ đó có mặt ở tại sân này. Không phải là hai thời điểm khác nhau đâu mà chính ngày hôm nay ông đã mới có mặt ở Việt Nam để kiện toàn ký bản hợp đồng với VFF với bóng đá Việt Nam. Vâng. Nhưng ông đã nhận trách nhiệm ngay từ khi có tên trong danh sách và đã đạt được hợp đồng giữa đôi bên. Chưa cần ký thì ông đã có mặt tại khán đài Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu, tìm hiểu thông tin của cầu thủ, tìm hiểu các đội bóng đang thi đấu và điền tên những cầu thủ trụ cột cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một hành động vô cùng tuyệt vời, nhưng mà cái cách mà ông ứng xử với lãnh đạo Liên đoàn Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi cũng như khán giả Việt Nam mới thực sự là đáng nể. Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam thấy rằng ông dù rất cao nhưng ông luôn khom người và hướng tới việc tôn trọng với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thứ nhất, điều đó đã được diễn ra trong suốt quá trình làm việc với ông Dương Nghiệp Khôi từ tại sân bay Nội Bài cho tới khi mà nhận trách nhiệm tại VFF và có những cái sự bàn giao tại nơi đây, một cái khu ở dành cho một chuyên gia tại đây, cùng với đó là giới thiệu những cái khuôn viên tập luyện của U23 Việt Nam. Những hình ảnh chiếc áo sơ mi màu tím than đậm một chút, cùng với đó là cổ hơi trắng và quần bò đen đã liên tục hiện diện và nó không thay đổi trong suốt quá trình từ khi mà ông có mặt tại sân bay Nội Bài cho tới kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Thể Công Viettel. Vâng, một điều mà người hâm mộ Việt Nam cảm thấy có cảm tình đầu tiên đó chính là các tác phong của ông này cũng rất nhanh nhẹn và vô cùng là giản dị. Quan trọng nhất là ông khiêm nhường với những cái cúi đầu và tỏ ra vô cùng thận trọng với những gì mà muốn chia sẻ, cũng như khá thân thiện với giới báo chí truyền thông, và chắc chắn đó sẽ là những dấu hiệu để có thể kết hợp. Cùng với đó là người hâm mộ bóng đá Việt Nam, truyền thông Việt Nam và bản thân ông có những cái sợi dây liên kết giúp cho bóng đá Việt Nam của chúng ta tạo ra sức mạnh tổng thể, và không chỉ là nội tại của đội bóng mà đó chính là những năng lượng tích cực ở xung quanh đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới cái sự khiêm nhường của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Vâng, một hành động vô cùng tuyệt vời mà chúng tôi muốn gửi tới quý bạn. Lịch trình của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi mà có mặt tại Việt Nam ở đầu trưa ngày hôm nay, lúc 13:27 thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đáp chuyến bay từ Busan, Hàn Quốc đến Hà Nội để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh thì ông Kim đã xuất hiện trước truyền thông vào lúc 14 giờ. Tổng thư ký ông Dương Nghiệp Khôi cùng đại diện các phòng chức năng VFF đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài đón huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sự xuất hiện của ông Kim nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông và người hâm mộ. Đã có rất đông phóng viên và người hâm mộ bóng đá có mặt tại sân bay để đón tân huấn luyện viên mới của đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Đáp lại tình cảm này, huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện niềm tin, yêu, tin vui với nụ cười thường trực trên môi, sự khiêm nhường với những lần cúi đầu. Ngay khi về tới sân vận động Mỹ Đình thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đi thăm quan trụ sở VFF và các sân tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Và ngay khi có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy thì ông cũng đã cùng trợ lý của mình có bản danh sách của đội hình. Bên cạnh đó là việc đưa ra những cái chỉ dấu nốt để tìm kiếm những nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngày hôm nay ông mới sang lên việc chỉ đi thăm thú và xem trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và Thể Công Viettel. Thể Công Viettel với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là điều hoàn toàn bình thường. Còn những trận đấu khác thì chúng ta sẽ phải chờ vòng đấu thứ 17 diễn ra sau mấy ngày nữa thưa quý bạn. Ở trận đấu trên sân vận động Hàng Đẫy thì Thể Công Viettel đưa ra lực lượng tốt nhất với những nhân tố từng khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo như là Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Phang và cái tên đáng chú ý nhất là Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng Gia Lai cũng có vài nhân tố như Trần Minh Phương, Châu Ngọc Quang. Vâng thưa quý bạn, ngày mai thì huấn luyện viên Kim Sang-sik mới ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ra mắt chính thức nhậm chức đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có đúng 1 tháng để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên và ngày mùng 1 tháng 6 đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tập trung. Đây là lịch tổng kết và đưa ra những cái con số cụ thể để quý vị và bạn có thể nắm rõ những cái thông tin liên quan tới lịch trình của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung ngay đầu tháng 6 ở những lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Theo đó thì ông cùng các chiến binh sao vàng của chúng ta sẽ hội quân khá gấp rút vào tháng 1 tháng 6 ngay sau khi vòng đấu thứ 22 V-League 2023-2024 khép lại vào ngày 31 tháng 5. Đội sẽ có khoảng 5 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với Philippines tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 6 và chuyến làm khách đến sân vận động của Iraq vào rạng sáng ngày 12 tháng 6. Theo thông tin từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thì ông huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có tổng cộng 12 trợ lý khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như là U23 Việt Nam. Trong đó thì có 3 người Hàn Quốc và 9 người Việt Nam. Các trợ lý người Hàn Quốc sẽ bao gồm một trợ lý chuyên môn, có thể là huấn luyện viên Choi Won-kuro, một quản lý chung và một trợ lý thể lực. Các vị trí trợ lý của bóng đá Việt Nam bao gồm một số vị trí như bác sĩ, trợ lý ngôn ngữ, hậu cần, phân tích viên và các trợ lý sẽ được làm việc với huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng linh hoạt ở cả hai đội bóng tùy theo kế hoạch linh hoạt của đội bóng. Trước khi hội quân thì các cầu thủ sẽ trải qua khoảng thời gian thi đấu dày đặc của V-League. Cụ thể họ sẽ phải đá 8 vòng liên tiếp ở trong tháng 5, thưa quý bạn, cứ 4 ngày đá một trận. Điều này phần nào sẽ ảnh hưởng tới thể lực của cầu thủ. Về đội tuyển quốc gia Việt Nam thì cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 3 dường như đã bị chấm dứt sau chuỗi trận thất bại của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nhắc lại điều này thêm một chút nào nữa bởi thời kỳ của huấn luyện viên Troussier đã qua. Lúc này thì chúng ta hướng tới sự tích cực dành cho bóng đá Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được cái thông tin chia sẻ ở trên trang cá nhân của mình khi mà có một bình luận như thế này. Tức là nói về việc là chúng tôi đã dành những lời khen quá mức dành cho huấn luyện viên Park Hang Seo. Cùng với đó là những huấn luyện viên Hàn Quốc, đặc biệt là huấn luyện viên Kim Sang-sik với bóng đá Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Dĩ nhiên với chúng tôi thì có thể bạn có cái góc nhìn của bạn và điều đó thì chúng ta chưa gặp nhau ở việc là cái thống nhất cái ý kiến quan điểm khi mà chúng tôi cũng dành cái điều tích cực dành cho cả đội bóng. Kể cả dưới theo huấn luyện viên Troussier thì những cái điều tích cực chúng tôi cũng nhận thấy muốn truyền tải với người hâm mộ Việt Nam cũng đã nhận về bão dư luận và thậm chí là rất nhiều người đã mắng tôi rằng là huấn luyện viên Troussier như thế cũng đã tại sao lại dành những lời tích cực dành cho ông như vậy. Thì với bản thân Khoảnh Khắc Bóng Đá thì quan điểm của chúng tôi rằng nếu như bạn chỉ có hai lựa chọn là lựa chọn tích cực và tiêu cực thì các bạn sẽ lựa chọn theo phương án nào. Phương án tích cực thì luôn tạo ra những cái nguồn năng lượng lớn và chúng ta đặt niềm tin dù kết quả thất bại hay là thành công, ở trong mỗi cái niềm tin ấy thì nó đều có kết quả và kết quả ấy thì đều mang tới cho bóng đá Việt Nam những bài học quý giá và những cái kết quả sẽ thực sự đồng hành và song hành với bóng đá Việt Nam trong tương lai. Vì vậy mà chúng tôi rất thường xuyên đưa những cái thông tin tích cực muốn truyền tải và muốn gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam những cái tình cảm ấy để quý vị bạn cũng cùng quan điểm. Và dĩ nhiên không thể dễ dàng để có thể có được chung nhiều quan điểm như vậy với bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta có những cái điều chạm đáy nỗi đau khi đội bóng đã rơi xuống cái vị trí khá sâu trên bảng xếp hạng FIFA và những kết quả bất lợi gần đây. Nhưng phải nói rằng nếu như chúng ta có lựa chọn chỉ có một trong hai thì chúng tôi vẫn chọn tích cực, thưa quý bạn. Và dành lời khen cho huấn luyện viên Park Hang Seo hay ông Troussier hay huấn luyện viên Kim Sang-sik, đấy là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Chúng ta hãy nhìn vào những điểm tốt của họ bởi mỗi góc nhìn, vì họ là chuyên gia, chắc chắn họ có những cái điều cực kỳ tài giỏi nhưng chưa phù hợp và chúng ta cần phải thay đổi ngay khi mà chúng ta gặp những kết quả bất lợi. Đấy là điều mà chúng tôi muốn nói với những cái chia sẻ. Và dĩ nhiên dành tình cảm cho huấn luyện viên Kim Sang-sik thì cụm bóng đá của chúng ta cũng có nhiều năng lượng tích cực và từ đó chúng ta sẽ hội tụ và luật hấp dẫn sẽ thực sự mang tới cho người hâm mộ Việt Nam những cái tín hiệu tuyệt vời để hướng tới những giải đấu phía trước, đúng không ạ? Nếu như quý vị và bạn cũng đồng ý với chúng tôi về câu chuyện này thì hãy để lại chia sẻ và bình luận ở phía dưới.